Sự tích chim quốc. Ngày ấy có đôi bạn chí thân tên là Quắc và Nhân. Họ đều là học trò nghèo, lại đều mồ côi cha mẹ. Quắc được học nhiều hơn bạn, anh chàng làm thầy đồ dạy trẻ. Tuy bổng lộc chẳng có là bao, nhưng Quắc vẫn thường giúp đỡ Nhân. Đổi lại, có lần Quắc bị ốm nặng, giá không có bạn thuốc thang ngày đêm thì anh khó lòng sống nổi. Sau đó cũng vì sinh kế, đôi bạn phải chia tay. Trong khi Quắc sống cuộc đời dạy trẻ, thì Nhân cũng đi lang thang đến các vùng xa lạ làm thuê làm mướn. Trải qua một thời kỳ lang bạt, cuối cùng anh chàng vào lòng công cho một phú thương. Thấy chàng thật thà chăm chỉ, phú thương rất tin cậy. Chẳng bao lâu, Nhân được phú thương cả con gái. Vợ Nhân có nhiều của riêng, vì thế Nhân nghiễm nhiên trở nên một phú ông có cơ nghiệp kha khá ở trong vùng. Nhân giàu nhưng không quên tình bè bạn. Nhân vẫn nhớ tới lời thề sống chết sướng khổ có nhau với Quắc. Nhân cất công đi tìm và sung sướng được thấy Quắc còn sống. Tuy Quắc đang dở năm dạy, nhưng Nhân cũng thương lượng với cha mẹ học trò cho con em chuyển sang học với một cụ đồ khác rồi đưa Quắc về nhà mình. Nhân dặn người nhà phải coi Quắc không khác gì mình, cơm nước hầu hạ không được bê trễ. Nhưng tính vợ Nhân không được như chồng. Xưa nay, đối với những kẻ rách rưới, chị ta thường coi thường. Giả lại, chị ta không cùng sống những ngày hàng chi với Nhân, nên có thấy đâu tình nghĩa giữa Nhân và Quắc như thế nào. Nhưng thấy chồng trọng đãi khách, nên lúc đầu không dám nói gì. Nhân luôn luôn bảo vợ: "Đây là người thân duy nhất trong đời tôi. Nếu còn có bạn, chưa chắc tôi có thể sống để gặp nàng." Vợ Nhân chỉ lẩm bẩm: "Khéo, bạn với bè chỉ có ngồi ăn hại." Dần dần, vợ Nhân bực mình ra mặt. Chị ta khó chịu vì cái ông khách lạ tự dưng ở đâu đến chả giúp ích gì cho nhà mình, chỉ chễm chệ trên giường cao, cơm rượu mỗi ngày hai bữa. Vợ Nhân trước còn nói mát, nhưng sau thì ngoan ngoắt ra mặt. Có hôm, người đàn bà ấy đay nghiến cả chồng lẫn khách: "Chẳng phải bố già, không phải khách nợ, ở đâu lại rước về thờ phụng, ăn no lại nằm, thôi liệu mà tống quái đi." Thấy thái độ vợ ngày càng quá quắt, chồng chỉ sợ mất lòng bạn. Nhân một mặt thân hành chăm chút cho bạn, một mặt khuyên dỗ vợ. Nhưng vợ Nhân chứng nào vẫn tật ấy, về phần Quắc thì chàng hiểu tất cả. Đã hai lần Quắc cáo bạn xin về, nhưng Nhân cố sức giữ. Thấy bạn chí tình, Quắc lại nấn ná ít lâu. Nhưng hôm đó Quắc quả quyết ra đi vì chàng vừa nghe được những câu nói xúc phạm nặng nề. Quắc nghĩ, nếu mình không đi sớm thì sẽ có ngày bị nhục với người đàn bà này. Mà nếu ra đi như mấy lần trước thì sẽ bị bạn chèo kéo lôi thôi. Một hôm, trời còn mờ sương, Quắc bèn cất bước ra đi. Để cho bạn khỏi mất công tìm kiếm, nên khi đi qua một khu rừng, chàng cởi khăn áo treo lên một cành cây bên đường. Đoạn Quắc lần mò đến xứ khác, trở lại cuộc đời dạy trẻ. Thấy mất hút bạn, Nhân bổ đi tìm. Khi nghe tin có người bắt được khăn áo ở mé rừng phía nam, chàng lật đật đến xem. Nhận rõ đó là khăn áo của bạn, Nhân thương cảm: "Ta nuôi bạn, thành ra hại bạn. Chắc bạn ta bị cướp giết chết rồi." Nhưng sau đó Nhân lại nghĩ khác: "Bạn ta ra trong túi không có một đồng một chữ, thì dù có gặp cướp cũng không can gì. Nhưng đây là bị hùm béo ăn thịt, hai là lạc sâu trong rừng." Nhân bắt đầu vào rừng tìm Quắc, không thấy có vết máu, chàng lại càng hy vọng. Băng hết chông gai, chui hết bụi rậm, Nhân luôn luôn cất tiếng gọi: "Anh Quắc ơi, anh Quắc, 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 Quắc." Nhân đi mãi, gọi mãi, quanh quẩn trong khu rừng mênh mông, cho đến hơi thở cuối cùng, người bạn chí tình ấy vẫn không quên gọi: "Quắc, Quắc." Sau đó Nhân chết hóa thành chim quốc, cũng gọi là chim đổ quyên. Vợ Nhân đợi mãi không thấy chồng về, thì lấy làm hối hận.
Một hôm chị ta bỏ nhà bỏ cửa đi tìm chồng, cuối cùng cũng đến khu rừng phía nam. Nghe tiếng Quốc, Quốc, chị ta mừng quá kêu to: Có phải anh đấy không, anh Nhân? Không có tiếng trả lời ngoài những tiếng Quốc, Quốc. Vợ Nhân cứ theo tiếng gọi tiếng vào rừng sâu, sau cùng không tìm được lối ra, chết bên cạnh một gốc cây.